Sau buổi tối ngày này 3 năm trước, cô đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Vì thế, ngày hôm nay còn quan trọng hơn cả sinh nhật của tôi, quan trọng hơn cả tính mạng của tôi. Cảnh vật vẫn như xưa, mà người thì đã khác. Hạ Băng, chẳng trách Nguyên bảo coi trọng ngày hôm nay đến vậy, vì còn chuyện 3 năm trước của hai người nữa. Thế mà sao lại để đến nông nỗi như vậy? Mừng kỷ niệm 3 năm. Con bảo ra ngoài ăn tối mà, sao chưa ăn đã về? Nó chưa xin lỗi con à? Con không bảo con trở về đúng không? Hạ Kiến Quốc, làm sao tôi có thể tin ông được? Ông nói Nguyên Bảo sẽ không ức hiếp con gái tôi, sẽ không có chuyện gì cơ mà. Con có thể nói cho mẹ biết tại sao hai đứa lại muốn ly hôn không? Bố, con không sao đâu. Bố yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không tự sát, cũng không tự hành hạ bản thân. Vì con yêu bố mẹ, con yêu gia đình này. Con yêu Mãn Mãn. Con sẽ khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, kiên cường hơn, dũng cảm hơn. Nếu như nói mấy năm trước, con đã chọn sai người, đi sai đường, thì bây giờ con thay đổi cũng chưa quá muộn. Con còn trẻ mà. Mẹ, với thế hệ chúng con bây giờ, ly hôn chẳng phải chuyện gì ghê gớm cả. Một người phụ nữ dù đã ly hôn, có con riêng, cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Ly hôn là một việc khiến người ta đau khổ. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con một thời gian. Nhưng chỉ là một thời gian ngắn thôi, không phải cả đời đâu. Bố mẹ cho con một thời gian. Đừng hỏi con đã xảy ra chuyện gì. Cũng đừng gọi điện cho Nguyên Bảo. Con sẽ vượt qua nhanh thôi. Hạ Kiến Quốc, ông cứ leng keng lạch cạch suốt thế, đau hết cả đầu. Lúc tâm trạng không vui thì phải bận rộn một chút để quên hết những việc không vui đi.
Tôi nhớ mấy hôm trước, ông bảo tôi là lúc quan trọng, ông sẽ ra tay. Bây giờ là lúc quan trọng đấy, tôi mong ông ra tay cho tôi xem nào. Hạ Băng đã nói không cho chúng ta đi tìm Huyên Bảo mà, nếu không tôi đã đi từ sáng. Hạ Kiến Quốc, ông đúng là con rùa rụt cổ. Cả đời ông không thể oai phong một lần sao? Vì con gái ông hãy đứng lên một lần đi. Chỉ một lần thôi. Coi như cuộc đời tôi lấy ông là không uổng phí. Ông có biết không? Biết rồi. Biết cái gì chứ? Con về rồi. Con về rồi à? Sao con lại cắt tóc thành như thế này? Sáng sủa quá. Thay đổi kiểu tóc cho nhẹ nhõm ạ. Mãn Mãn, vào phòng đi con. Lát nữa con sẽ đưa Mãn Mãn đến công ty để xem có thể xin đi làm trở lại không. Đưa Mãn Mãn đến công ty làm gì? Đồng nghiệp cũ của con muốn gặp con bé. Không không, vội gì mà phải đi làm ngay. Nhà mình tuy không nhiều tiền, nhưng con và Mãn Mãn thì không vấn đề gì. Đúng thế, nhà mình đâu có thiếu chút tiền ấy. Đúng vậy, con đi làm là vì bản thân con thôi. Con đói rồi, có cơm chưa? Có ngay đây. Mãn Mãn. Nóng đấy. Thổi đi đã. Cô Trần đến rồi ạ. Không trông thấy cô. Được rồi, phiền cô nhé. Cô Trần, cháu đi làm đây. Ừ, cháu đi đi. Cháu đi đây, muộn quá. Bảo à, nếu mua cho mẹ đĩa Thái Cực Quyền Dương Thị. Không cần mua mẹ ạ. Trên giá sách của mẹ cháu hình như có đấy. Cô tìm cho mẹ cháu nhé. Được được, làm phiền cô nhé. Đừng quên nhé. Cô bảo này, trước có Hạ Băng trông nom đỡ, bây giờ có một mình cô lo lắm. Nhưng cháu yên tâm, cô sẽ cố gắng. Vâng vâng. Buổi trưa nếu cô quá mệt, không có thời gian nấu cơm, cô đưa mẹ cháu sang trung tâm thương mại đối diện mà ăn cũng được. Không thể ngày nào cũng ăn ngoài được. Không sao, tạm thời cứ thế đã. Cháu sẽ về sớm nhé. Được. Có chuyện gì cô gọi điện cho cháu nhé. Chị Nguyên, nào. Bao giờ Hạ Băng mới về? Sắp rồi. Cô xem mẫu này được không? Màn hình 5 inch, 8 MB, rất kinh tế. Được, chiếc này đi. Vâng, tôi viết phiếu cho cô nhé. Cảm ơn. Điện thoại mới của mẹ này, Mãn Mãn thích không? Mãn Mãn sẽ cùng mẹ bắt đầu lại cuộc sống. Có được không? Tiểu Mỹ, em có ở công ty không? Phòng nhân sự hôm nay có ai không? Em đừng nói với ai nhé. Chị cũng không nói với tổng biên tập Lý. Chị muốn quay lại thử xem. Lát chị sẽ đến công ty. Gặp nhau rồi nói chuyện nhé. Tạm biệt. Hạ Băng, cô đang ở nhà làm nội trợ cơ mà. Sao hôm nay lại đến? Andy không nói với cô à? Bây giờ công ty tuyển người, đừng nói là có con nhỏ, đến người có năng lực nhưng dự định có con trong vòng 3 năm, công ty cũng không tuyển đâu. Emma hôm qua vừa nghỉ. Thực ra cô ấy rất có năng lực, nhưng tại sao lại bắt cô ấy nghỉ việc chứ? Bởi vì có một lần, cô ấy đã xách một túi bìm theo khi tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới. Chuyện này đã trở thành trò cười của tạp chí Beauty đấy. Sau khi Lý Mục Tử làm mẹ, các cô có con nhỏ đã được chiều chuộng hơn. Nhưng bây giờ, những người đã làm mẹ ở công ty này, dù có cố gắng làm việc cũng chẳng trụ được đến mùa xuân thứ hai. Chào Tổng Biên Tập, chào Tổng Biên Tập. Tiểu Mỹ, mang hai chai rượu này vào phòng trà cho mọi người. Rượu ư? Uống rượu trong giờ làm việc ạ? Buổi chiều bận rộn, mệt mỏi, uống một chút cũng được, không sao đâu. Tiểu Mỹ, lại đây. Người ngồi trong phòng kia sao trông giống Hạ Băng thế? Có phải là cô ấy không? Dạ, phải ạ.
Cô ấy tới đây làm gì? Cô mang cho tôi toàn bộ ghi chép công việc của Hạ Băng hồi làm trợ lý nhé. Còn nữa, tôi cần cả toàn bộ tài liệu về các dự án mà cô ấy đã từng tham gia trước đây nữa nhé. Vâng ạ. Không phải tôi muốn xin làm vị trí trước kia. Tôi chỉ muốn thấy dù sao mình cũng quen công việc ở đây. Chỉ cần vị trí không phải đi công tác, việc gì tôi cũng có thể làm được. Cô nhìn cái này đi. Tốt nghiệp khoa tiếng Pháp, 24 tuổi. Không có ý định kết hôn trước 30 tuổi. Còn cái này nữa. Sinh viên tốt nghiệp ngành báo chí. Ngoại hình đẹp, vóc dáng chuẩn. Cô tự xem đi. Còn đây nữa. Hạ Băng à, nếu cô là chúng tôi, cô sẽ tuyển những người này hay tuyển cô chứ? Alo, Hạ Băng à? Trưa tôi đưa con trai ra ngoài ăn cơm cùng cô nhé. Ừ, tạm biệt. Em hẹn Hạ Băng đi ăn à? Bao giờ? Ăn tối. Ở đâu? Đến lúc đó em sẽ nhắn tin cho anh. Được, anh đi nhé. Đi cẩn thận. Tôi không ngờ cô lại giữ được tinh thần tốt như thế. Nếu là trước đây, tôi sẽ khóc 3 ngày 3 đêm, rồi uống say 3 ngày 3 đêm. Nhưng bây giờ, cô hiểu rồi đấy. Tôi phải trưởng thành chỉ sau một đêm, phải vứt bỏ một người đàn ông như vứt bỏ một đôi giày khiến mình đau chân. Ít nhất thì tạp chí Beauty cũng dạy cho tôi điều đó. Mỗi người phụ nữ nên dành vài chục tệ mỗi tháng để mua liều thuốc tinh thần cho mình. Nó sẽ có ích trong những lúc như thế này. Bảo Soái đâu? Sao anh ấy không đến? Tôi không muốn cho anh ấy tới. Bởi vì tôi muốn nói với cô không nhất thiết phải một mình đối mặt với những khó khăn này. Mấy năm nay, Bảo Soái vẫn không dứt bỏ được cô vì anh ấy yêu cô. Cô và Bảo Soái không phải đã... Cô tưởng tôi là bạn gái anh ấy thật ư? Làm gì có bạn gái nào chịu nổi việc bạn trai mình suốt ngày tơ tưởng đến cô? Cô gặp chuyện gì, anh ấy cũng lập tức lao đến. Có lúc còn kéo cả tôi theo. Tôi có bị điên đâu. Anh ấy chỉ ngại cô đã kết hôn. Một người độc thân như anh ấy cứ kè kè bên cạnh cô thì thật không thích hợp. Nên anh ấy nói thế. Hạ Băng, Bảo Soái tốt với cô và Mạn Mạn thế nào cô cũng biết mà. Hoặc là cô hãy chấp nhận anh ấy trả thù Nguyên Bảo một cách quang minh chính đại. Hoặc là cô hãy nói thẳng với anh ấy rằng dù cô đã ly hôn, cô cũng không thể ở bên anh ấy, để anh ấy đừng hy vọng nữa. Cô đừng ích kỷ quá. Mẹ ơi! Sao thế này? Sao thế này? Sao lại không mở ra được? Sao lại thế này chứ? Sao lại không mở ra được chứ? Mẹ ơi, mẹ, mẹ. Mẹ yên nào, đừng cử động. Con về rồi đây, con về rồi. Mẹ, mẹ. Cô Trần. Cô Trần à? Sao mẹ lại ở đây thế? Sao mẹ lại ở đây được, cô Trần? Yên nào, mẹ đừng cử động, đừng cử động. Như thế sẽ không đứng dậy được đâu, đừng cử động. Mẹ muốn đi vệ sinh. Vâng vâng, con sẽ đưa mẹ ra ngay. Mẹ đừng sốt ruột. Mẹ bình tĩnh. Mẹ bình tĩnh nhé. Nào, mẹ đứng dậy đi. Đau quá. Sao mẹ lại ở đây chứ? Cô Trần. Mẹ có nhớ lúc cô Trần ra ngoài thì mẹ đang làm gì không?
Mẹ không nhớ mẹ vào phòng như thế nào nữa. Dây thừng ở đâu ra vậy? Dây thừng nào? Em về rồi đây. Chị à, em mua được rồi. Chị xem đi, mua được rồi đấy. Cô Trần, cô đi đâu thế? Em đi mua đĩa cho chị. Em chạy mấy nơi mới mua được đấy. Nóng chết đi được. Chị nhìn này. Cái gì đây? Thái cực quyền Dương Thị đấy. Sao vậy? Cô Trần à, sao thế? Cô đi đâu vậy? Cô đi mua đĩa mà. Có chuyện gì thế? Cháu bảo cô là trên giá sách của mẹ cháu có mà. Không tìm thấy mà mẹ cháu cứ đòi nên cô đã đi mua. Không tìm thấy, cô có thể gọi điện cho cháu mà. Bà bảo con muốn gọi điện à? Để mẹ... Không sao đâu mẹ, con không gọi điện. Sao cô lại ra ngoài một mình? Cô bảo mẹ cháu là đưa mẹ cháu cùng đi, nhưng mẹ cháu muốn ở nhà đợi cháu. Đợi cháu làm cái gì? Vì cháu không có chìa khóa, không vào nhà được. Cô biết là cháu để chìa khóa trong túi mà. Ngày nào cô cũng thấy cháu để chìa khóa trong túi đúng không? Chị ơi, chị nói với Nguyên Bảo đi. Lúc đó em đã bảo chị đi cùng. Cô bảo mẹ cháu nói làm gì? Chị à, cháu đã hỏi cô mà. Tại sao cô để mẹ cháu ở nhà một mình? Chị ơi, chị nói đi mà. Cô Trần, lúc đó em bảo chị đi cùng. Cô Trần, cô đừng hỏi mẹ cháu. Cháu đang hỏi cô mà. Cô để mẹ cháu ở nhà cũng không sao, nhưng tại sao lại trói mẹ cháu trên ghế như thế? Không phải cô muốn trói, không phải cô muốn trói thì mẹ cháu tự trói à? Chị ơi, hai người sao thế? Chị ơi, chính chị bảo em trói mà đúng không? Cô xem tay của mẹ cháu bị trói kìa. Cô bầm tím hết rồi. Chị ơi, chị nói với cậu ấy đi, giải thích đi, không phải em trói. Cô Trần, cháu đang nói với cô. Phiền cô hãy tôn trọng cháu, tôn trọng mẹ cháu. Cậu to tiếng với tôi làm gì? Một bà lão lớn tuổi thế này bị trói trên ghế ngã xuống đất, muốn đi vệ sinh cũng không đi được. Cô muốn làm gì hả? Cậu quát tháo gì tôi? Nếu cậu có cách gì an toàn hơn, cậu dạy tôi đi, để tôi làm theo được không? Sao thế con? Cậu nghĩ là tôi sung sướng lắm hay sao? Hạ Băng là vợ cậu, xảy ra một chút xíu chuyện cậu đòi ly hôn, còn tôi là người ngoài. Cháu ly hôn hay không thì việc gì đến cô? Cô trói mẹ cháu lại như thế. Tôi là người ngoài, cô quan tâm chuyện cháu ly hôn làm gì? Tôi là người ngoài, lỡ mẹ cậu bị làm sao tôi biết làm thế nào? Cô trói mẹ cháu như thế, lỡ mẹ cháu chết thì sao? Cô vui lắm à? Bà bảo cô Trần khóc rồi. Để tôi rót nước cho cô. Sao cô ấy lại khóc như thế? Nếu không vì tôi thương chị, thấy chị tội nghiệp, không có người chăm nom, thì ai muốn nhận cái trách nhiệm này cơ chứ? Cậu quát tháo cái gì chứ? Tôi sướng lắm hay sao? Tôi cũng vất vả lắm. Vừa nấu cơm, vừa chăm sóc chị Nguyên, lại phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Tôi biết làm thế nào nữa? Cô Trần... Sao cô lại khóc chứ? Cô uống nước đi. Tôi có hành hạ gì đâu. Cô Trần mau uống nước đi. Tôi phải làm gì bây giờ? Cháu xin lỗi cô Trần, cháu sai rồi. Mẹ, không sao đâu. Mẹ đi nghỉ đi. Sao cô ấy lại khóc? Không sao, không sao. Là lỗi của con, lỗi của con. Vừa rồi con mất bình tĩnh quá. Cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Thôi được rồi, cô biết gia đình cháu phức tạp. Cháu về đây rồi thì cô cũng về nghỉ đây. Cô Trần, cô về nghỉ ngơi cho khỏe. Mai đến muộn một chút cũng được, không sao đâu. Bảo bảo, mai cô ấy sẽ không đến nữa đâu. Chắc chắn là sẽ không đến nữa. Chuối này, không ăn à? Vậy thôi chúng ta không ăn nữa nhé. Không muốn ăn hả con? Tôi ra đây. Ngoan nhé, ngoan nhé. Mẹ yêu con. Tôi ra đây. Lạc Lạc, bố con đang không có nhà. Con tìm bố con có việc à? Con đến gặp gì ạ? Gặp gì ư? Con vào đi.
Đầu tháng tới con sẽ đi Mỹ rồi. Đã chuẩn bị đồ đạc chưa? Chuẩn bị xong hết rồi ạ. Còn cần gì nữa không? Tất cả đều ổn ạ. Trước khi đi, con muốn nhờ dì một chuyện. Nói đi. Ngồi xuống nào. Con biết dạo này tình cảm giữa dì và bố con không được tốt. Dạo này con hay liên lạc với bố con nhỉ? Dì Mộc Tử, con có một thỉnh cầu không thuận tình cho lắm. Dì và bố con đã ly thân. Vậy sau khi con đi, dì có thể cho bố con về chăm mẹ con một thời gian không? Chăm mẹ con một thời gian? Ý con là sao? Mẹ con vừa phát hiện bị bệnh tim, phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Nhưng con đi rồi, mẹ con phải một mình lo chuyện phẫu thuật, thủ tục với bệnh viện và các chuyện khác. Con thừa nhận, mẹ con đôi lúc khó ưa, nhưng là con gái của mẹ con có nghĩa vụ phải giành lấy những thứ vốn thuộc về mẹ con. Thế nào gọi là những thứ vốn thuộc về mẹ con? Là bố con à? Nếu dì không đồng ý, con đành phải đến gặp bố con thôi. Con sẽ xin bố con giúp con chăm sóc mẹ. Con không thể để mẹ con một mình nằm trong bệnh viện được. Lạc Lạc, mẹ con bị bệnh, bố con có biết không? Không ạ, mới phát hiện bị bệnh. Mới phát hiện à? Con quay lại đây, ngồi xuống. Mẹ con sẽ không phải nằm một mình trong bệnh viện đâu. Dì sẽ giúp con chăm sóc mẹ con. Sao ạ? Dì sẽ giúp mẹ con tìm bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho chị ấy. Dì cũng sẽ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật. Mẹ con không phải lo gì cả. Nhưng dì có một điều kiện. Con không được cho bố con biết chuyện này. Tổng biên tập, sao cô vẫn chưa về? Em về đây. Đây là một số chủ đề thảo luận trọng điểm mà Hạ Băng tham gia và một số chuyên đề bọn em thu thập rồi đây. Cô tăng ca vì cô ấy à? Không phải mình em, còn Ande và Irina nữa, bọn em cùng tìm, hai chị ấy vừa về xong. Các cô vì cô ấy mà tăng ca thế này thật không dễ dàng. Thực ra Hạ Băng không chỉ xinh đẹp đâu. Chị sẽ thích cô ấy. Được. Tôi sẽ chờ xem. Xin lỗi nhé. Cô mau về đi. Tổng biên tập, em đi trước nhé. Chào chị, chào cô. Tối mai cùng ăn cơm nhé. Alo, em đây. Tối nay gặp đi. Anh ở đâu? Em đến chỗ anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Juliet. Sao em lại lừa anh? Em với cô ấy ăn trưa chứ không phải ăn tối. Em đã nói gì với cô ấy? Em nói rằng em không phải bạn gái của anh, rằng anh yêu cô ấy đến phát điên. Anh không phải trẻ con, Juliet. Anh biết anh đang làm gì. Tự nhiên em đến nói với cô ấy những điều đó, anh thấy rất không hay. Có gì mà không hay? Tại sao lại không hay chứ? Bây giờ Nguyên Bảo đang đòi ly hôn với Hạ Băng. Bây giờ anh không nói thì bao giờ mới nói? Đợi đến khi anh đi anh rồi thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Anh không có ý định nói. Anh yêu cô ấy tại sao lại không nói? Anh thích người ta mà, thích thì phải nói cho người ta biết chứ. Nếu không làm sao cô ấy biết anh yêu cô ấy, hay anh chỉ muốn làm người tốt thôi. Bảo Soái, tình yêu là phải giành lấy, chứ không chờ đợi được đâu. Tất cả những gì anh làm chưa bao giờ để giành giật lại một cô gái. Anh thích cô ấy, không có nghĩa là anh phải kéo cô ấy về bên mình.
Anh hy vọng cô ấy được sống cuộc đời cô ấy mong muốn và lựa chọn. Nếu trong quá trình đó xảy ra một vài vấn đề nhỏ, anh hy vọng anh có thể đứng ở một vị trí phù hợp để giúp đỡ cô ấy. Và vị trí ấy là một người bạn, đơn thuần là một người bạn. Em nói với cô ấy như vậy, bọn anh đến làm bạn cũng khó rồi. Thế thì đừng làm bạn nữa. Không làm người yêu được thì làm bạn làm cái gì? Cả đời nhìn cô ấy chung chăn chung gối với người đàn ông khác, thế thì thà cả đời đừng thấy nhau còn hơn. Vậy anh quyết định thế nào? Ở lại hay là đi anh? Nếu định đi, trong vòng một tháng nữa anh sẽ đi. Sau khi anh đi, em cứ tiếp tục ở đây, không vấn đề gì. Mai em sẽ đến trường mẫu giáo đón Romeo. Ngày kia hai mẹ con sẽ đi Singapore. Tuần sau sẽ sang Anh. Em sang Anh làm gì? Đợi anh. Nếu anh không đi thì sao? Thế thì cả đời sẽ không liên lạc nữa. Bảo Soái, em nhìn thấy anh hết lòng hết dạ nhớ thương một cô gái khác như thế là đủ rồi. Những gì có thể làm cho anh, em đã làm rồi. Anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều là không quyết đoán. Giống như anh không dám nói với Hạ Băng rằng anh yêu cô ấy nhiều đến nhường nào, cũng không dám nói với em rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu em. Anh cứ do dự không quyết như thế, cuối cùng anh sẽ chẳng có được cái gì cả. Em đi ngủ đây. Ông chủ, chỗ ông có tạp chí thời trang cũ không? Có. 5 tệ một cuốn, muốn lấy cuốn nào thì lấy. Bớt một chút được không? Tôi sẽ lấy hết. Lấy hết ư? Được. Thế thì 4 tệ nhé, được không? Được, ông đếm giúp xem bao nhiêu cuốn. Được. Bà không sao chứ? Không sao chứ? Chuyện gì thế? Ông gọi điện ngay cho Nguyên Bảo. Nói với nó. Nếu Hạ Băng không sao thì thôi. Còn lỡ nó có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho thằng đó. Được, được, được. Để tôi đi tìm Nguyên Bảo. Tôi sẽ đòi công bằng cho Hạ Băng. Bao giờ thì ông đi? Đi... Ông đi ngay bây giờ. Thôi thôi, bây giờ mấy giờ rồi? Đi ngủ cả rồi. Để mai. Mai tôi nhất định sẽ đi. Bà phải cho thời gian để tôi nghĩ xem dùng sách lược gì chứ, đúng không? Bố, mở cửa giúp con. Hạ Băng về rồi. Con mua gì thế? Mua gì vậy? Sao mua nhiều sách thế? Nào, để bố bê cho. Đừng, đừng. Bố xách túi cho con đi. Để con bê cho. Không không, mẹ con coi thường bố rồi đến cả con cũng coi thường bố à. Cầm cho bố cái này. Nặng lắm đấy. Bố, cẩn thận, sao thế bố? Mẹ, mẹ ơi, đau lưng quá, sao vậy? Đau lưng rồi, sao thế? Ông thật là phải cẩn thận chứ, còn chưa bê mà đã đau. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Tôi biết rồi. Tôi vừa bảo ông phải xuất đầu lộ diện vì con gái, nên ông đau lưng hả? Hạ Kiến Quốc, tôi hỏi ông một câu. Ông đau thật hay là đau giả thế? Đương nhiên là thật rồi. Vừa bị ở cửa. Tôi đã hứa với bà rồi. Đợi lưng tôi hết đau là tôi sẽ đi tìm Nguyên Bảo ngay. Đợi lưng ông khỏi thì đến mùa quýt à? Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Mấy ngày này, đợi tìm được công việc xong, con sẽ đi gặp Nguyên Bảo nói chuyện. Việc này liên quan gì đến chuyện con tìm việc? Con muốn cho anh ta biết rằng, con không phải một bà nội trợ không thể sống nổi nếu không có anh ta. Còn một lý do thực tế hơn, đó là nếu con có việc làm, anh ta không có lý do gì để giành mãn mãn với con. Mẹ yên tâm, con gái ngốc đã trưởng thành rồi. Túi trường ấy. Mau đi lấy đi mẹ.
Chỗ này đúng không? Bố nằm yên nào. Được rồi, cảm ơn. Mẹ con nói bệnh viện mọi thứ đều tốt. Con nghĩ con nên cảm ơn gì? Ngày mai sẽ có y tá chăm sóc mẹ con 24/24. Dì đã nói với các bác sĩ y tá ở đây, mẹ con là họ hàng của dì. Họ sẽ để ý chăm sóc mẹ con tốt hơn. Con yên tâm. Ngoài ra, dì đã mua cho con một ít đồ. Ở nước ngoài con sẽ cần đến. Mai dì sẽ chuyển đến cho con. Thế hôm con đi, bố con có đến tiễn con không? Có chứ, tất nhiên rồi. Nhưng con biết, chuyện mẹ con sẽ không nói đâu. Nếu bố con hỏi, con sẽ nói mẹ con thấy gì ở đó nên về trước. Con cảm ơn dì. Cảm ơn dì đã làm nhiều việc như vậy vì mẹ con. Lạc Lạc, đợi mẹ con khỏi bệnh rồi, dì sẽ nghĩ cách giới thiệu bạn trai cho chị ấy. Con yên tâm nhé. Con sang Mỹ nhớ chịu khó học hành. Thôi, con vào với mẹ con đi. Dì về đây. Con tiễn dì ra thang máy. Không cần đâu, con mau vào đi. Vậy dì đi cẩn thận nhé. Tạm biệt. Tạm biệt dì. Mai mấy giờ đi làm? Mấy giờ đi làm ư? Đối với em không có giờ. Em thích đi giờ nào thì đi. Thế nên tối nay uống đến mấy giờ cũng được. Anh hỏi em, có phải em có rất nhiều người bạn uống rượu nói chuyện tới sáng thế này không? Rất nhiều người tưởng thế. Nhưng từ khi cắt đứt liên lạc với anh, ngoại trừ những lúc phải uống rượu khi đi ăn cơm, bàn công việc với khách ra, em không động tới một ly rượu nào. Vậy là anh thật vinh hạnh khi có em làm người bạn chuyện trò uống rượu tới sáng, có đúng không? Cũng là vinh hạnh của em. Anh biết không, em đã từng hẹn hò với một người bạn sống ở Mỹ, một người từ New York, một người từ Thượng Hải. Bọn em cũng bay tới Hawaii, giống như chúng ta bây giờ, tìm một phòng, sau đó ngồi nói chuyện và uống rượu đến tận sáng. Sau đó lại bay về thành phố của mình đi làm. Thế gọi là gì em biết không? Là gì? Đắp chăn bông và chỉ nói chuyện. Em thích đấy. Đập tay nào. Anh thú vị thật. Thế mà cũng nghĩ ra được. Anh đấy, anh tệ quá. Anh thú vị thật. Mộc Tử à, bọn anh thank you.
mẹ phải giải thích với con chuyện này thế nào đây? Đừng thế hệ các con chắc sẽ hiểu vì sao bố mẹ lựa chọn như vậy. Mẹ thề với con, cho dù mẹ là mẹ đơn thân, cho dù mẹ không có nhiều tiền, cho dù có lúc mẹ cũng rơi nước mắt, nhưng mẹ sẽ để con được lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh như các bạn khác. Nếu mẹ không làm được, con hãy phạt mẹ. Phạt mẹ đầy nếp nhăn, vóc dáng thay đổi, xấu đến mức không dám soi gương nữa. Đối với mẹ, đây là lời thề độc nhất. Được rồi, mẹ phải phấn đấu làm việc đây. Bây giờ mẹ rất hối hận là ngày xưa không chịu học hành cho tốt, chỉ mải mê yêu đương. Con nhất định không được học theo mẹ nhé. Liệu có sớm quá không nhỉ? Tôi nói cho cậu biết nhé. Hạ Kiến Quốc, ông chưa nấu đồ ăn sáng à? Hạ Kiến Quốc, mẹ, bố con đâu rồi? Hay bố xuống đi thể dục rồi? Không đâu, hôm qua ông ấy bị đau lưng, tập thế nào được? Hạ Băng, hay là hôm qua mẹ nặng lời quá, ông ấy nghĩ quẩn không? Không đâu, bố con yêu mạng sống lắm. Không đâu. Vậy để mẹ đi tìm ông ấy xem sao. Mẹ, thực ra mẹ yêu bố con lắm đấy. Làm gì có.
Mẹ nhớ Mãn Mãn à? Ừ, mẹ nhớ cháu nội của mẹ. Con có thể bảo Hạ Băng đưa Mãn Mãn về chơi với mẹ không? Hôm nay là chủ nhật đúng không? Con đang nghĩ ở công ty không có ai. Nếu mẹ ở nhà buồn quá, thì con sẽ đưa mẹ đến công ty con chơi. Mẹ đến công ty con làm gì? Chơi mà. Mẹ Nguyên Bảo, mẹ Nguyên Bảo, ai vậy? Mẹ Nguyên Bảo, mẹ Nguyên Bảo, mau ra đây, có chuyện rồi. Sao thế cô Lý? Cô đến đã thấy ông ấy nằm đây. Bố. Không sao đâu mẹ. Để mẹ gọi cấp cứu. Bố.